Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách để lập trình sử dụng khuôn mẫu với Arduino và LCD. Thì mục tiêu của bài này là hiển thị thông tin lên dạng chữ hoặc là dạng số lên cái LCD 16x2. Thì các bạn có mạch thật, các bạn có thể cắm theo sơ đồ. Nó cũng tương tự như mô phỏng thôi. Còn thầy ở đây làm mô phỏng để cho các bạn xem cách làm và về có thể là làm theo được. Thì chúng ta qua 5 bước. Bước 1 là mở cốt mẫu. Tại sao là như vậy? Mở cốt mẫu là vì là chúng ta coi như không biết gì luôn, làm từ đầu. Thì mở ra để xem cái cốt nó như thế nào. Thứ hai là tìm hiểu về cách nối chân. Trong tất cả các cốt mẫu ấy, nó đều có cái hướng dẫn nối chân sang Arduino. Và thứ ba là khi mà mình biết được nối chân như thế nào rồi, bắt đầu mình từ đấy, từ cái cốt đấy mình quay sang vẽ sơ đồ nguyên lý để tương ứng với câu cốt này và chạy mô phỏng. Xong rồi bước 4 là quay lại chạy mô phỏng và chạy thử, biên dịch chương trình và chạy thử. Và bước 5 ấy là khi mà chạy được rồi nhá, thì bắt đầu mình sửa cốt theo ý mình. Mình muốn được hiển thị cái nọ cái kia có được không? Thay đổi vị trí có được không? Thay đổi nội dung có được không? Rồi đại để là có thể sửa chân, sửa cẳng các thứ gì đó có được không thì tùy. Thì đấy là tùy biến, thì đến lúc đấy là chúng ta mới hiểu được cốt nó như thế nào. Thì đây là thầy có cái bạn đã mở cái môi trường biên dịch Arduino 1.65. Nếu bạn nào mà chưa có Arduino ấy, chưa cài ấy, thì vào cái trang là arduino.cc. Xong rồi vào đây download miễn phí, tải về chạy miễn phí. Rất là dễ dàng. Thì cách làm như sau. Mình bước 1 mình tìm thử xem là trong máy của mình là ví dụ là có chưa. Thì mình vào đây mình thấy là có một cái thư mục tên là Liquid Crystal. Liquid Crystal là cái hiển thị tinh thể lỏng, hiển thị lỏng. Thì mình tìm một cái ví dụ đơn giản nhất là Hello World. Cái Hello World là cái đơn giản nhất trong tất cả các ngôn ngữ lập trình. Mọi thứ đều có ví dụ đơn giản nhất thì chính là cái này. Mở nó ra. Thì sau khi mà mở ra thì chúng ta trượt xuống đây, chúng ta nhìn thấy đoạn code nó tất cả nó chỉ có thế này thôi. Thì chúng ta nhìn ở đây lại có cái The Circuit là cái sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch. Thì cái chân của nó nối như sau. Chân RS nối vào chân số 12, chân Enable vào chân số 11, D4, D5, D6, D7 nối vào tương ứng vào 5, 4, 3, 2. Và RV kép là cho vào chân mát, và VSS là chân mát. Còn VCC nối vào 5V. Chúng nếu như ở mạch thật nhé, thì chúng ta có thêm một cái điện trở, có thể dùng biến trở, dùng 5K hoặc 10K, dùng biến trở. Một đầu nối vào dương, một đầu nối vào âm, và chân của giữa nối vào chân số 3 của LCD. Thì đây chính là sơ đồ nguyên lý. Thì các bạn hoàn toàn có thể mở cái mấy cái hướng dẫn này, Tutorial Crystal, LCD Liquid Crystal này ra để xem. Thì cái chữ LCD bản thân viết tắt của chữ là Liquid Crystal Display, Liquid Crystal Display. Thì mình gọi tắt là LCD nữa. Nó có chân như sau: 12, 11, 5, 4, 3, 2. Như vậy 12, 11 là gì? Thì mình lên đây mình xem. 12 là chân RS, 11 là chân E. Còn 5, 4, 3, 2 là từ D4 đến D7. Như vậy thì mình xem cái đấy, mình biết ngay là LCD nó sẽ nối chân như thế rồi. Hiểu ý không? Đấy, và ở đây khởi tạo LCD là 16 cột và 2 hàng trên cái LCD đấy. Như vậy thì bây giờ là mình quay sang mình thiết kế mạch. Thiết kế mạch ấy thì mở ra, lấy một cái là Arduino. Thầy gõ chữ Ino vào nó sẽ ra Arduino. Cái này, cái thư viện này thì copy vào rồi, có cái này thầy đã để trên mạng rồi nhé. Có nào bạn nào mà không có thì có thể bảo thầy để thầy gửi link cho. Ví dụ các bạn dùng R3 hoặc 2560 hoặc là cái gì đó thì tùy, hoặc là dùng Nano thì cũng được. Các bạn dùng cái gì thì các bạn dùng. Thầy ví dụ một cái là Arduino Nano nhé.
kính đúp vào đây. Thêm một cái LCD 16 x 2 nữa đúng không? 16x2. Thì các bạn sẽ lấy là cái con LCD 16 ký tự và hai hàng như thế này. Xong rồi thì bấm OK. Riêng trong mô phỏng ấy thì không cần phải cái chân số 3 này này, VEE này là không cần phải biến trở. Nhưng mà thật là phải có, không có không chạy. Đấy. Thế bây giờ mình mới quay sang là nối dây thì nối kiểu gì. Thì nhìn ở đây là chân, bảng chân đây, chân RS nối vào chân số 12. Thế bạn nhìn đây, D12 đây nối vào RS. Sau đó thì chân E nối vào 11. E này nối vào chân số 11. Tiếp đó là D4, D5, D6, D7. Thì đây nó có là từ D0 đến D7 mà. Thì chúng ta chọn là D4 nối vào chân nào? 5, 4, 3, 2, D5, D4, D3 và D2. Thầy nhắc lại là đối với mô phỏng thì thế này là xong. Nhưng đối với mạch thật thì các bạn phải cấp 5V vào chân số 1, 5V vào chân số 2 và mát vào chân số 1. Và nối biến trở, hai đầu biến trở 5 quạt 10K đấy, hai đầu nối vào chân 1 và 2. Và cái chân giữa của biến trở ấy, đấy là chân chỉnh được ấy, là cho vào chân số 3. Chỉ thế thôi là nó chạy. Thế bây giờ vẽ mạch xong rồi, chúng ta có thể lưu lại. Ví dụ như là thầy sẽ lưu vào hệ thống nhúng. Ví dụ mẫu 2015-2016 kỳ 1 đúng nhỉ? Đây là LCD. Enter. Đấy. Thế xong cái này mình đã lưu lại rồi. Thì cái này là mình bây giờ mình biên dịch. Biên dịch thì bấm vào cái nút này. Verify. Ở đây có một cái lưu ý nhỏ như sau là nếu như trình biên dịch của các bạn thì ở phía bên dưới này nó sẽ không hiện cái thông tin về cái file mà nó biên dịch ra ở đâu đâu. Đấy, mình phải cấu hình. Thì cách cấu hình như sau là vào file, xong vào cái preference. Các bạn vào trong đây các bạn đánh dấu tích vào cái chỗ này cho thầy. Đánh dấu tích vào cái verbose output during compilation ở đây này. Đánh dấu tích vào đấy. Nếu có dấu tích ở đấy thì khi mà biên dịch ấy, thì toàn bộ thông tin biên dịch nó sẽ hiện ở dưới này. Nó có thể hơi lâu một chút. Thế trong quá trình chờ nó biên dịch ấy, kệ nó, chờ nó biên dịch thì chúng ta đi tìm hiểu qua về chương trình. Ở đây là trong cái setup ấy, là nó setup nó chỉ chạy đúng một lần đúng không? Trong cái setup ấy thì chúng ta cho cái LCD, cho cái lệnh khởi tạo là LCD begin, là khởi tạo LCD là 16 cột 2 hàng. Và LCD print là in ra. Thì mặc định là in kiểu này là con trỏ đang đứng ở đâu thì nó sẽ in trực tiếp ở đấy. Đấy, in ra. Còn xuống đây cái vòng loop này này là LCD.set cursor là ở đây nó ghi chú thích này này, là ở cột 0 và hàng 1. Cột 0 hàng 1 nhá, là nó in ra cái số giây mà tính từ khi cái Arduino này reset hoặc là khởi động. Đấy. Thì ở dòng trên ấy, dòng trên là có chữ Hello World. Và dòng dưới là hiện một cái số giây này, này là nó cứ tăng liên tục. Đấy. Mục tiêu của cái bài toán này là thế. Cái lần biên dịch đầu tiên ấy, thì bao giờ nó cũng chậm. Nhưng mà hình như máy thầy là hơi chậm quá rồi phải. Được rồi,
Đây nhá, đang compiling nhá, đã biên dịch xong rồi. Các bạn kéo cái này lên này, để chuột vào đây kéo lên chút. Thì ở đây nó có một cái dòng là cái thư mục mà chứa cái file hex của chúng ta sau khi biên dịch. Đừng kéo hết nhá, mà chúng ta chỉ kéo đến hết cái TMP này thôi. Bởi vì cái dấu này này là nó khác, cái dấu này ngược với cả cái dấu chéo này mà. Thì chúng ta copy này, Ctrl C ở đây. Thế sang bên mô phỏng, nó kích đúp vào đây. Mở cái file này ra, mở file file biên dịch ra, file nạp ra, dán cái chỗ chúng ta copy vào đến hết cái chữ TMP, open một cái thì nó ra cái hai cái file này, là hai cái file mà kết quả của quá trình biên dịch. Chúng ta chọn cái nào cũng được. Cái hex thì là chạy luôn, còn cái kia thì có thể debug. Rồi bây giờ quay sang đây chạy, nếu mà hiện chữ hello world lên đây là thành công. Ở đây chưa hiện chữ hello world, vậy thì chắc chắn có một cái lỗi nào đó, đúng chưa? Thì chúng ta cứ tạm thời thế đi, chúng ta sẽ kiểm tra lại mạch nhé. Kéo thằng này sang và lại đưa lên trên sơ đồ chân đây, chúng ta mới check. Nó nơi từng cái một. Một là chân RS nối 12 chưa? Nối chưa? Rồi, chân enable nối 11 chưa? Rồi, D4 đến D7 này nối vào chân 5 đến chân 2 chưa? Rồi, thế chân RV kép này này nối vào ground chưa? Chưa. Đây đúng không? Đúng chưa? Tức là trong quá trình chúng ta nối thế nào chúng ta sót và quên cái gì đó, nó không chạy được. Thì phải kiểm tra lại cái gì nhỉ? Kiểm tra lại cái sơ đồ, cái nối dây ấy. Nhưng cho một cái nguồn cái mask vào đây. Thế bây giờ là phải chạy rồi, đúng không? Đấy. Thì đây là cái code mẫu mà nối lên một cái là nó chạy luôn như thế. Thế bây giờ chúng ta mới đi sửa. Hiểu chưa? Bên trên này là chữ hello world. Bây giờ chúng ta sửa cái thành cái của chúng ta, được không nhỉ? Kéo xuống. Ở đây không cho chữ hello world nữa, mà là ví dụ như là Tuấn Anh KTMT chẳng hạn. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì biên dịch lại. Xong nó cho chạy mà thấy nó chạy ra cái chữ Tuấn Anh KTMT là thành công gì? Đấy là về mặt sửa nội dung đúng không? Nhưng nội dung ở đây vẫn là ở mặt là cái nội dung cứng ở dòng 1, dòng đầu tiên, đúng không nhỉ? Thế sau khi mà chúng ta thấy là còn phải thay đổi hơn nữa, chúng ta có thể thay đổi cái chỗ này này. Bên dưới là nó chỉ có dây không thôi, đúng không? Thế chúng ta cho là ví dụ như là số dây là 2 chấm, xong mới đến cái mà cái dây tính reset chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ sửa thế nào? Thì ở đây nó biên dịch code rồi nhá. Nó biên dịch code rồi, kệ nó. Bây giờ chúng ta sửa ở đây. LCD print copy thằng này. Cái này là in mà. Cái này là dòng cái cột đây, xong rồi đây. Chạy này. Đấy thì thấy hiện chữ Tuấn Anh KTMT đây đúng không? Bây giờ thầy muốn là cho cái chữ này này là số dây là 2 chấm, xong mới ra cái dây này. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm là cho vào đây cột 0 hàng 1. Ở đây mặc định nó là cột 0 hàng 0. Thì đây cho cột 0 hàng 1, cho một cái dòng chữ số số dây là hay SS 2 chấm đi, đúng không nhỉ? SS 2 chấm thì bây giờ các bạn kinh nghiệm như này, SS là 1, 2 là 2, với 2 chấm là 3. Như vậy thì chúng ta sẽ tính là cột 0 là dành chữ S này, cột 1 chữ S này, cột 2 chữ S này, vậy cột 3 tính từ đây trở đi cái gì, đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta cho cái con trỏ ấy, nó nhảy vào vị trí là từ cột thứ 4 đi, ở hàng 1 thì in ra cái dây. Hiểu ý không? Đấy, thế biên dịch cái này. Thì các bạn đếm ra, bởi vì nó có 16 cột mà. Nên các bạn đếm ra xem là cái khoảng cách nó là bao nhiêu. Thế chúng ta viết cái nội
xét cái con trỏ tại đấy xong là viết cái nội dung mới vào đấy. Thì nó cứ chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, nó in xuống cuối xong lại nhảy về đầu, lại in xuống cuối lại nhảy về đầu, lại in xuống tới xuống cuối lại nhảy về đầu. Đấy, thế là được. Ở đây các bạn hoàn toàn có thể thay cái vị trí này này, xét cái vị trí của cái điểm bắt đầu mình in ở chỗ nào, thì chúng ta chỉ việc thay cái này xong cái phần kế tiếp này này, cái lệnh kế tiếp này này là cái mà nội dung nó sẽ hiển thị lên trên đấy. Đấy, cái nội dung này nó sẽ hiển thị tại cái vị trí mà chúng ta xét ở đây. Xong rồi. Đây chạy. Đấy, SS 2 chấm. Lúc này chúng ta là tính là cái chữ S này này là 0 này, 1 này, 2 này cho này, vậy thì từ 3 trở đây là đi rồi đúng không? Là vị trí có thể in được rồi. Mà độ dài không quá bao nhiêu nhỉ? Tổng cái độ dài của một hàng là 16 ký tự. Đúng không? Không quá 16 ký tự. Đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể là làm một cái gì đó tương tự. Không cứ gì LCD đâu, mà cái gì đó cũng vậy, tương tự như thế nào.